Javi Martinez, hộ pháp của Bayern Munich. Javi Martinez chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với tạp chí 11 Freunde vào năm 2020 như sau: "Cả cuộc đời tôi đã thay đổi từ sau cuộc chuyển nhượng diễn ra. Tôi từ Bilbao chuyển đến Munich qua áo một trong những câu lạc bộ vĩ đại nhất hành tinh. Phải nói tôi đã rất may mắn được khoác áo FC Bayern và may mắn hơn nữa là giành cú ăn ba ngay mùa giải đầu tiên. Chúng tôi là một tập thể rất mạnh. Khu vực kỹ thuật sau trận chung kết Champions League giống như một buổi đại tiệc. Các cầu thủ trước đó đã có những năm rất tệ, cho nên chiến thắng không khác gì giành được độc lập. Được đưa về Bayern Munich với vị thế là bản hợp đồng kỷ lục trong lịch sử đội bóng thời điểm đó. Mùa giải đầu tiên đã diễn ra ngọt ngào với tiền vệ người Tây Ban Nha, khi anh đóng vai trò quan trọng trong hành trình đoạt cú ăn ba của Bayern Munich. Sự hiện diện của anh đã thực sự góp phần bẻ gãy một Barcelona vẫn ở giai đoạn cực mạnh vào thời điểm ấy ở bán kết trước khi lên ngôi vô địch sau trận chung kết. 9 năm ở Bayern Munich, Martinez đã gạt bỏ quãng thời gian thanh xuân cùng đội bóng và giành những danh hiệu cao quý nhất. Dù phong độ và màn trình diễn của anh bị ảnh hưởng nhiều bởi chấn thương, nhưng một phần lịch sử vĩ đại của Bayern Munich có bóng dáng của chàng trai đến từ Tây Ban Nha ấy. Bóng đá 24 giờ sống trên đường pitch.